cáo phó. Chúng tôi thành kính báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc. Cha, ông, cố, sơ của chúng tôi, cụ Benedito Lê Văn Phó, cựu giám đốc nha cảnh sát và công an miền Nam Trung Nguyên Nam Phần, sinh ngày thứ Sáu 27 tháng 10 năm 1922 tại làng Thành Công, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam, đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ tối thứ Năm 16 tháng 12 năm 2021 tại tư gia ở San Jose, California, USA, hưởng đại thọ 99 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm 23 tháng 12 năm 2021, lễ phát tang và thăm viếng tại Oak Hill Funeral Home Sunshine Chapel, 300 Kirtner Avenue, San Jose, Cali, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Thứ Sáu, 24 tháng 12 năm 2021, thánh lễ an táng tại nguyện đường các thánh tử vì đạo Việt Nam, 685 Singleton Road, San Jose, Cali, từ 9 giờ sáng. An táng tại Los Gatos Memorial Park, 2255 Los Gatos Almaden Road, San Jose, Cali, từ 11 giờ sáng. Tang gia đồng kính báo: trưởng nữ Lê Thị An Phong, chồng Patrick Luma và các con, các cháu Chắc, California, USA. Thứ nữ Lê Thị Lệ Mẫn, chồng Lâm Thành Mông và các con, các cháu California, USA. Trưởng nam Lê Gia Đô, vợ Hoàng Lan và các con, cháu ở California, USA. Thứ nam Lê Minh Đức, vợ Hoàng Thị Ngọc Điều và các con, California, USA. Thứ nữ Lê Thị Mỹ Hạnh, chồng Nguyễn Công Minh và các con, cháu California, USA. Thứ nam Lê Văn Phúc, vợ Vũ Uyên Ly và các con, cháu California, USA. Thứ nữ Lê Thị Phương Hồng, chồng Huỳnh Vinh và các con, California, USA. Cháu đích tôn Lê Gia Francis, vợ và các con ở California, USA. Em trai Lê Xuân Đinh, các con, cháu California, USA. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Vì đại dịch COVID-19, xin giữ theo điều lệ của nhà thờ và nhà quan. Cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên.